Hi, rất là chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ làm một clip về Rubik. Cái cục Rubik này á, mình nhớ là mình mua hồi lớp lớp 6 tới giờ là cũng mấy chục năm rồi các bạn. Cũng 9-10 năm gì rồi đó cục này nè. Nhưng mà hồi đó nó có cái chữ F xong rồi chữ S. FS cái hồi đó mình mua tới 200 mấy lần á. Hồi đó mình mua tới 200 mấy. 200 mấy gần 300 cục này nè. Nó không có 500 gì hết, nhưng mà cái lúc mà cái thời điểm mà mình mua cách đây khoảng 10 năm trước đó, thì nó khá là ok ha. Con này các bạn thấy là mình chơi lâu đến mức mà nó bị cũ mà nó mình chưa có lấp lại nữa nè, mà nó bụi bẩn nữa nè, các bạn thấy nè đó. Mình cũng chả nhớ cái con quýt này tên gì nữa các bạn ạ. Nếu các bạn biết đó, thì các bạn hãy để là comment giúp mình biết ha. Tại con quýt này quýt cổ các bạn có thể thấy bị rách nè, bị rách là mấy cái xích cơ nè, không rách nè, rách nè, nhưng mà rách cũng không có nhiều lắm đâu, vẫn nhìn được ha. Quay thì cũng còn ok lắm ha, nó không có 500 mà các bạn thấy nó quay không, vẫn không lâu lắm rồi mình cũng không có chơi con này lại ha. Để muốn làm kỷ niệm với con này á, nhưng mà con này chơi nó bị gắt rồi bạn, mình không chịu lớp nó bị khá gắt rồi. Ok, thì video này đơn giản thôi, mình cũng sẽ tặng cục bích này cho các bạn. Chỉ cần các bạn đoán đúng tên cái cục bích này ở dưới phần bình luận, ok mình sẽ tặng cái cục này cho các bạn, là cho bạn đó ha. Ok rồi, các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Sắp tới mình sẽ tặng rất nhiều cục bích ha. Rồi bye.